Hôm nay thầy mời chúng ta lại tiếp tục ở bộ môn mỹ thuật 6. Lần này chúng ta sẽ bước vào cái chủ đề thứ hai, đó là nghệ thuật tiền sử thế giới và Việt Nam. Thì ở cái chủ đề này, thì ở cái bài về hình vẽ trong hang động, và chúng ta sẽ bước vào cái bài 1 nha các em. Rồi chúng ta sẽ bước vào, chúng ta sẽ khám phá cái hoạt động con người ở thời tiền sử. Thì trải qua cái quá trình sinh sống và săn bắt các loại động vật hoang dã, người tiền sử họ đã quan sát được một số những cái đặc điểm về hình dáng của con người, của con vật, và họ đã thể hiện lại bằng những nét vẽ đơn giản trên vách núi, trong những cái hang động mà họ đang sinh sống. Một số thì khắc trên đá, một số thì lấy than củi để làm công cụ vẽ, phân chim, máu động vật, bột khoáng, vân vân. Thì trải qua những cái nét vẽ đơn giản như thế này, thì họ đã hình thành tư duy, ngôn ngữ qua những hình vẽ. Các em, chúng ta sẽ khám phá hoạt động của con người ở thời tiền sử thông qua những cái bức tranh. Các em thấy là ở đây là chúng ta sẽ có một số những cái bức tranh là mọi người là đang sinh hoạt ha, cuộc sống hàng ngày, là dùng đá lửa nè, là đang mổ vật gia súc nè, thú thú họ săn bắt được nè, và họ đang uống nước chẳng hạn, một số những sinh hoạt. Cảnh này cũng thế các em. Chúng ta sẽ thấy được là họ cũng đã biết dùng lá cây, dùng gỗ, dùng lửa để nấu chín thức ăn, làm lều để trú nắng trú mưa, hay là tạo ra lửa bằng từ những viên đá lửa. Đây là một cái sinh hoạt của một cái tộc người ha. Đằng xa là chúng ta thấy là họ đã săn bắt và đem những cái vật phẩm nó về. Và ở bức tranh này thì thầy cũng giới thiệu cho các em thấy là họ đã biết dùng những vật liệu như là máu động vật, bùn khoáng, vân vân, để họ phác họa lại ở trên trần, ở trên vách hang động, những cái việc hàng ngày của họ săn bắn hái lượm. Và chúng ta thấy là một người tiền sử ở đằng xa là đang vẽ lại con hươu. Như các em thấy, khi các em khám phá những cái vùng đồng cỏ ở châu Phi, thì ở trên hình này thì ngay từ thời tiền sử là con người đã trải qua cái hoạt động này cũng rất là lâu đời ha. Đây là cảnh săn một con báo đốm của người tiền sử. Họ cũng biết dùng những công cụ như là gậy gộc, chuốt nhọn, cành cây, nhánh cây, để làm vũ khí, ném về phía con vật, hoặc là đuổi đánh, giết chết con vật. Thấy là được cái cảnh săn voi ma mút ở thời tiền sử. Thầy nhớ không lầm thì những cái cảnh như thế này cũng đã được các nhà làm phim hoạt hình đưa vào cái bộ phim hoạt hình mà các em biết là Kỷ Băng Hà các em.
chúng ta lại thấy một cảnh đang săn voi ma mút nữa nè các em. Chúng ta phân biệt được giữa voi ma mút và voi thời hiện đại bằng cách là chúng ta phân biệt được cái cặp cặp ngà rất là dài. Chúng ta cũng biết là voi ma mút đã giờ đã tuyệt chủng, không còn trên dưới đất cách đây vài chục triệu năm rồi. Một cảnh săn nai ở thời tiền sử. Qua những cái hoạt động trải nghiệm ở trên thì chúng ta sẽ hệ thống lại ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ khám phá cái hình vẽ thời tiền sử dựa trên một số liệu, những cái bức hình chụp khảo cổ từ trong các hang động ở thời tiền sử, và chúng ta đưa ra được một số nội dung sau. Là đối tượng, nội dung trong mỗi cái hình. Đối tượng ở đây là chúng ta là thấy hình mặt người ở Inca nè. Nét hình màu trong các hình vẽ thì chúng ta thấy chủ đạo là thường thường là đá. Ở đây là chúng ta biết là núi được hình thành từ các dung nham đóng chảy, cho nên là nó là thuộc hệ đá magma, cho nên là chúng ta thấy nó có một cái màu là cái màu nâu đỏ đó các bạn, đặc trưng. Rồi người ta có thể người ta dùng bột phẩm, máu động vật và các loại khoáng chất và ghè đẽo để người ta đục chạm ở trên những cái vách đá. Chúng ta thấy chủ đạo là cái màu màu nâu các em. Chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung trên bằng cách là chúng ta sẽ trả lời. Thầy gợi ý tìm hiểu nội dung qua những cái mục sau. Thì đối tượng trong các hình vẽ là gì? Rồi sau trong sự quan sát các em thì các em thấy cũng dễ dàng nhận biết được ha. Là đối tượng để người tiền sử khai thác để vẽ. Đó là chính họ và những cái vật săn mà họ đã săn được, đã được khắc họa rất là sinh động. Các em nêu đặc điểm về đường nét và màu sắc của hình vẽ đó. Các em thấy là cái đường nét màu sắc sao các em rất là chân phương, dễ nhìn, đúng không? Họ ghi nhận những cái sự việc cuộc sống và họ vẽ lại một cách chân thực nhất. Các em thấy là ở đây cũng rất là nhiều ha. Có một nhân vật cũng có nè. Một con bò hay một con nai, nhiều con nai. Và cách sắp xếp nhân vật trong hình đó thì chúng ta thấy sao các em? Thường thường là chúng ta thấy họ là cũng có được cái bố cục cũng rất là đăng đối ha. Nhìn rõ chủ đề, rõ ý nghĩa của bức tranh. Đây là chúng ta sẽ thấy được cái đối tượng nội dung để thể hiện trong mỗi bức hình vẽ của họ. Ở đây ở hình số 1 là chúng ta thấy cái hình mặt người và hình mặt thú trên đá ở trong hang Đồng Nội thuộc tỉnh Hòa Bình của nước Việt Nam. Còn ở hình số 2 là chúng ta thấy hình bò tót cổ. Cái này là hình ở trong cái hang Altamira ở xứ Tây Ban Nha. Và ở hình thứ 3 thì chúng ta thấy hình con hươu được khắc trên hang động. Đó là cái hang Cosque ở Pháp.
còn thuộc về hình số 4. Thì đây là hình trong hang ở công viên quốc gia Kakadu ở Australia, ở nước Úc các em. Và hình số 5 là chúng ta thấy được cái hình của một con bò tót hả, rất là to lớn. Đây là hình khắc ở trong hang Camberley ở Pháp. Và chúng ta xem hình ảnh, tranh ảnh và một số những bức bích họa trong hang động, thì chúng ta có thể đưa ra những cái điểm chính là nét hình, màu trong các hình vẽ đều miêu tả các hình ở thời kỳ tiền sử và sử dụng màu vàng nâu là gam màu chủ đạo. Ở phần thứ ba mà chúng ta lưu ý là chất liệu và cách thức thể hiện, thì các tác phẩm ở thời kỳ tiền sử được thể hiện ở một số những cái hang đá, phiến đá. Và chất liệu thì chúng ta đã biết là chất khoáng tự nhiên để người ta có thể người ta vẽ. Thông qua những cái phần mà chúng ta vừa quan sát xem ở trên, thì thầy và các em chúng ta đã rút ra được một số những cái ý chính ở trong bài học ngày hôm nay. Đó là chúng ta khám phá cái hình vẽ ở thời tiền sử. Đầu tiên là màu vàng nâu là màu chủ đạo. Rồi hình mặt người và mặt thú khắc trên đá trong hang Đồng Nội. Và chúng ta cũng biết được là hình vẽ bò tót trong hang Altamira, rồi có hình hươu nai, hình bò tót ở trong hang Combarele, và chất liệu để thể hiện tại một số những hang đá và phiến đá là những chất liệu có trong tự nhiên, chẳng như là bột than củi nè, máu của động vật, hay là một số những chất khoáng để họ có thể nhuộm màu ở trên những hang đá đó. Và ở phần cuối bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ mời các em xem một cái video tài liệu nói về những cái khám phá của người văn minh đối với những cái bức hình ở trong cái hang động thời tiền sử. Mời các em theo dõi. The black head that is to the left at the entrance of the axial gallery. Then they began making discovery after discovery on the walls. A bull here, a horse there. Lascaux là một hệ thống hang động độc đáo ở phía tây nam nước Pháp. Hang động Lascaux là một kho tàng nghệ thuật lịch sử vô giá của nước Pháp. Nơi đây nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo có từ thời tiền sử. Các bức vẽ này được ước tính có niên đại lên đến 20.000 năm tuổi và là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều họa sĩ và khách du lịch Pháp đến khám phá. Hang động Lascaux được phát hiện vào ngày 12 tháng 9 năm 1940 và được bảo vệ như một di tích lịch sử theo luật định vào tháng 12 cùng năm. Đến năm 1979, một số hang động ở thung lũng Vierge, bao gồm cả hang động Lascaux, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Năm 1948, hang động Lascaux mở cửa đón du khách vào tham quan. Nhưng việc sử dụng đèn công suất lớn và sự hiện diện của quá nhiều người đã làm phai màu nhiều bức tranh và nấm mọc quanh hang động. Vào năm 2006, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đến tháng 1 năm 2008, chính quyền nước Pháp buộc phải đóng cửa hang động trong vòng 3 tháng để bảo tồn di tích lịch sử. Từ tháng 7 này, nước Pháp sẽ áp dụng công nghệ thực tế ảo mô phỏng lại toàn bộ bức vẽ trong hang động Lascaux để giúp cho khách tham quan hiểu hơn về nghệ thuật thời tiền sử.
Nhóm 6 người sẽ đeo kính thực tế ảo và tham gia chuyến tham quan tương tác kéo dài 45 phút qua mạng lưới hang đặc biệt dài 235 mét. Việc tạo ra mô hình hang động được thực hiện bởi Dassault Systèmes, một công ty của Pháp chuyên xây dựng mô hình 3D cho thiết kế ô tô và máy bay hay thậm chí cả kim tự tháp của Ai Cập. Chúng tôi có tai nghe thực tế ảo, đó là tai nghe thực tế ảo Vive thông thường, nhưng được trang bị thêm bộ cảm biến. Trong phòng cũng được gắn nhiều cảm biến giúp định vị được người tham quan. Chúng tôi vẫn triển khai mọi thứ theo cách truyền thống, song song với đó chúng tôi thêm vào các yếu tố kỹ thuật như cổng dịch chuyển, nền tảng di động và cả thang máy. Việc kết hợp này đòi hỏi chúng tôi phải cân nhắc kỹ hơn. Nhưng chỉ với một vài lần ghé thăm, bạn chắc chắn sẽ quên đi các yếu tố kỹ thuật này và có được cảm nhận như mình đang đứng tại hang động thật sự vậy. Lascaux là một cụm hang động bao gồm đại sảnh, hành lang, phòng chạm khắc, phòng trưng bày và phòng nuôi mèo. Nơi đây được lưu giữ gần 2.000 hình vẽ và được chia thành 3 nhóm: động vật, hình người và các ký hiệu trừu tượng. Hầu hết các hình ảnh đều được vẽ lên tường bằng bột màu khoáng, còn một số khác lại được khắc vào đá. Trong số các hình vẽ động vật, hình vẽ con ngựa chiếm phần lớn. Ngoài ra còn có 90 bức tranh khác, vẽ các lá cờ, các bức vẽ về gia súc, bò rừng, mèo, chim, gấu, tê giác và con người. Người tiền sử xem đây là nơi tôn nghiêm, một công trình mang ý nghĩa tôn giáo với ánh sáng từ đèn và đuốc làm bằng mỡ động vật. Các họa sĩ thời đó đã sử dụng một loại dàn giáo thô sơ để vẽ ra các bức bích họa quý giá này. Cave art may provide evidence of a time when humans were first able to etch their thoughts in stone. Về nhà thì cũng ở trong cái bài học này thì các em sẽ bước vào cái phần 2. Thì ở chuẩn bị phần 2 là nó đề cập tới cách vẽ mô phỏng theo cái hình mẫu ở trên những cái hang động mà chúng ta vừa mới học. Thì công tác chuẩn bị của các em thì chỉ là có thể là chúng ta cắt, dán, tranh theo mô phỏng ở bài học này. Thầy đơn cử là chúng ta phải chuẩn bị giấy màu, kéo, rồi màu, vẽ và hồ dán ha các em. Chúc các em làm bài thật tốt.